Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 80.000 căn nhà sắp được cấp sổ hồng. Giá giao bán đất nền ở Phú Quốc giảm 30 đến 50% sau một năm. Chuyển hàng nghìn căn hộ condotel ở Đà Nẵng thành chung cư Thưa quý vị, theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 81.000 hồ sơ nhà đất chờ cấp sổ hồng được thành phố chia thành 6 nhóm với các giải pháp cụ thể giải quyết những vướng mắc điển hình. Nhóm đầu tiên gồm gần 8.200 căn không gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp với Cục thuế thành phố, chi cục thuế các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để thực hiện nghĩa vụ tài chính Nhóm 2 có hơn 30.000 căn do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận. Với nhóm này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp dự án, làm rõ nguyên nhân, vấn đề khó khăn trong việc chậm nộp hồ sơ. Nhóm 3 gồm hơn 10.000 căn thuộc 29 dự án chưa cấp giấy chứng nhận do rơi vào loại hình bất động sản mới, chưa được quy định trong luật. Hiện nhóm này gồm Office Tell, Shop House đã được Trung ương hướng dẫn quy trình cấp sổ hồng sở sẽ tổ chức buổi tập huấn với sự tham gia của bộ tài nguyên và môi trường với vai trò báo cáo viên để hướng dẫn liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận cho các loại hình này. Nhóm 4 có gần 20.000 căn thuộc 39 dự án phải bổ sung nghĩa vụ tài chính. Hiện 23 dự án trong số này được các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá. Số dự án còn lại bị vướng mắc sẽ nghiên cứu xác định những khó khăn, bất cập để có biện pháp xử lý phù hợp. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo lên cấp trên. Nhóm 5 gồm gần 4.700 căn thuộc 6 dự án chưa cấp giấy chứng nhận do các vướng mắc khác. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ xem xét giải quyết cấp sổ hồng từ quý 2 đến quý 3. Nhóm cuối cùng có hơn 8.200 căn đang thuộc diện thanh tra kiểm tra điều tra. Sở sẽ có văn bản trao đổi với các cơ quan này về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đối với từng dự án cụ thể. Thời gian thực hiện từ quý 2 đến hết quý 3. không nằm ngoài diễn biến ảm đạm chung của thị trường bất động sản cả nước từ năm 2022 giá bất động sản tại thành phố phú quốc kiên giang cũng rơi vào trạng thái kém thanh khoản sau thời gian sốt giá đáng chú ý phân khúc đất nền của thành phố này đang ghi nhận mức giá giảm 30 đến 40% cá biệt có lô giảm tới trên 50% nhưng vẫn khó tìm được người mua theo khảo sát một lô đất hơn 3.000 mét vuông ven biển bãi thơm đang được giao bán với giá 1,5 triệu đồng một mét vuông Người bán cho biết lô đất này đang là đất trồng cây lâu năm, nhưng đã được quy hoạch sang đất thương vụ dịch vụ. Cách đây một năm, chủ lô đất này đưa ra mức giá 3,5 triệu đồng một mét vuông, nhưng nay cần tiền phải bán giá trên. Giống như đất trồng cây lâu năm, một số lô đất nền trong khu tái định cư, khu đô thị ở Phú Quốc có pháp lý rõ ràng, đang giảm giá bán trung bình khoảng 30-40% so với đầu năm 2022. Đơn cử tại khu đô thị Bắc Dương Đông, thị trấn Dương Đông, một lô đất 123m2, cách đây một năm có giá bán rẻ nhất là 4,2-4,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 40 triệu đồng 1m2. Nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 3,4 tỷ đồng, tương đương với 29 triệu đồng 1m2. Đáng chú ý một số lô đất diện tích hơn 300m2 xây biệt thự trong khu đô thị này đang có giá bán chỉ từ 19-20 triệu đồng 1m2. Nguyên nhân giá đất này giảm sâu là diện tích lớn, tính thanh khoản thấp hơn. Tương tự giá một lô đất nền từ 120 tới 130 mét vuông tại khu tái định cư suối lớn từ 2,7 tỷ đồng đầu năm 2022 nay xuống còn 2,1 tới 2,2 tỷ đồng. Một số lô đất nền diện tích như trên nhưng phạm phong thủy chỉ có giá bán từ 1,5 tới 1,6 tỷ đồng. Thực tế, Phú Quốc là một trong những địa phương có thị trường bất động sản từng phát triển nóng sau khi bị ngưng trệ rồi tiếp tục sôi động trở lại. Đặc biệt thời gian trước và sau khi lên thành phố vào tháng 9 năm 2021, Phú Quốc đã có nhiều đợt tăng giá bất động sản. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký hai quyết định cho phép chủ đầu tư được chuyển mục đích sử dụng xây dựng 4 tòa tháp thuộc dự án Đà Nẵng Times Square, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà của công ty cổ phần Kim Long Nam. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng cho phép Kim Long Nam được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 2.272 m2 đất thương mại dịch vụ của lô CT1 và lô CT2, 1.716 m2 đất thương mại dịch vụ của lô CT3 và lô CT7 để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị, xây dựng nhà trung cư. Thời hạn sử dụng đất của các lô đất trên đến ngày 30 tháng 3 năm 2056. Để triển khai quyết định trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất theo mục đích và thời hạn sử dụng đất, báo cáo hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan bàn giao đất trên thực địa. Dự án Đà Nẵng Times Square nằm tại góc đường Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, đối diện công viên Biển Đông và án ngữ mặt tiền Biển Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích khu đất 2,1 hecta, diện tích xây dựng là 1,58 hecta. Loại hình căn hộ là Condotel Penthouse, khởi công vào quý 2 năm 2017 và được chủ đầu tư hứa hoàn thành vào quý 1 năm 2019. Tuy nhiên đến nay, dự án mới đang ở phần xây dựng phần thô. Đà Nẵng Times Square được triển khai xây dựng ban đầu với quy mô gồm một tòa khách sạn cao 60 tầng, cao nhất Đà Nẵng và đã xong phần thô. Ngoài ra còn có các tòa căn hộ, condotel cao từ 40 đến 50 tầng. Trước đó vào tháng 2 năm 2019, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 phân khu quy hoạch số 1 tại Coco Bay, trong đó có nội dung chuyển đổi condotel thành căn hộ chung cư. Theo đó 1016 căn condotel trong tổng số 1856 căn đang xây dựng tại tòa nhà cổ cò 123 được chuyển thành căn hộ trung cư và 544 căn Codotel trong tổng số 1.657 căn tại công trình chưa xây dựng ở tòa nhà Coco Bay Tower cũng được chuyển thành căn hộ trung cư. Quyết định này cho phép chuyển đổi các công trình condotel côn cao tầng chưa xây dựng tại các cụm HH4, HH6, HH7 thành căn hộ chung cư, biệt thự, nhà liền kề, đồng thời bổ sung quy hoạch một số công trình để bố trí văn phòng quản lý, công trình phụ trợ, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, nhà xe, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân lãnh đạo Đà Nẵng giao văn phòng đăng ký đất đai thành phố lập thủ tục thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Công ty Kim Long Nam có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, thực hiện đầu tư dự án theo đúng nội dung tại quyết định 4680/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.